Hello, xin chào các bạn, mình là Đạt đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy 3 vật phẩm miễn phí trong Roblox. Vật phẩm thứ nhất là bảng sau lưng có chữ Free Lil Nas X. Vật phẩm thứ hai là bảng số và vật phẩm thứ ba là đôi giày. Mình sẽ để link của 3 vật phẩm này dưới phần mô tả cho các bạn nhận nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu các bạn thấy video này giúp ích cho các bạn, hãy like, share và subscribe cho kênh của mình để đón chờ những video kế tiếp nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye!